Kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên, chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày hôm nay thì Vân xin giới thiệu một căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Xuân Ôn, phường 2, quận Bình Thạnh, gần chợ Bà Chiểu, giáp quận Nhất. Căn nhà nằm trong khu cao tầng cực kỳ an ninh và yên tĩnh luôn ạ. Căn nhà này có hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp với khách hàng có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Ngoài ra, bên Vân có người hỗ trợ cho quý khách vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị căn nhà nếu quý khách có nhu cầu. Xin mời mọi người cùng tiến vào bên trong để tham quan chi tiết căn nhà này. Căn nhà mà Vân đang quay thì có diện tích là ngang gần 3m, dài 7,5m. Diện tích đất được công nhận là 23.2m², có kết cấu gồm một trệt, hai lầu đúc thật bê tông cốt thép, sân thượng phía trước. Công năng bên trong gồm có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Tầng trệt của căn nhà này thì được gia chủ thiết kế với công năng một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh ở phía cuối nhà. Không gian phòng khách được trang bị một ghế sofa kèm với bàn trà mặt đá hoa cương. Hệ cầu thang được gia chủ thiết kế giữa nhà, ép vào mạng tường phía bên phải. Và Vân xin phép mọi người tiến vào phía bên trong khu vực tầng trệt. Ở trong khu vực phòng bếp thì gia chủ trang bị tủ bếp trên và tủ bếp dưới làm bằng nhôm kính với mặt bếp bằng đá hoa cương màu đen. Và trong khu vực tầng trệt này thì gia chủ có thiết kế một nhà vệ sinh cho cả phòng khách và phòng bếp. Hệ cầu thang của ngôi nhà này thì được gia chủ thiết kế với đá hoa cương màu đen, tay vịn sắt màu xám. Và Vân xin mời mọi người lên khu vực phía trên lầu 1 để tham quan. Và đây là khu vực phòng ngủ số 1 của ngôi nhà. Hệ cửa được gia chủ làm từ cửa nhôm xuyên pha chống bụi chống ồn, kết hợp với lớp kính cường lực 10 ly. Và trong khu vực phòng ngủ này có một nhà vệ sinh sử dụng riêng. Bên trong nhà vệ sinh thì có đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Và Vân xin mời mọi người cùng tiến về phía sau để tham quan phòng ngủ thứ hai. Ở phòng ngủ này cũng có một toilet riêng. Mỗi phòng đều được trang bị máy lạnh riêng. Và bây giờ Vân xin mời mọi người tiến về không gian lầu 2. Và đây là phòng ngủ thứ 3, có ban công phía trước, thật rộng rãi. Và đây là không gian phòng ngủ thứ 4 trên lầu 2. Và với một căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Xuân Ôn, phường 2, quận Bình Thạnh, gần chợ Bà Chiểu, cầu Bùi Hữu Nghĩa và giáp quận Nhất, thì căn nhà này đang được chủ nhà chào bán với giá chính xác là 3 tỷ 650 triệu còn thương lượng. Và nếu mọi người có quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những căn nhà mới nhất sắp được lên sóng ạ. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.